Là em Huấn Phạm đây, tiếp tục chương trình chia sẻ các dòng sản phẩm thông minh hữu dụng. Thì hôm nay em muốn xin trân trọng giới thiệu đến anh chị cái dòng sản phẩm đó là áp cắt sét, chống sét, cắt sét lan truyền là gây hỏng thiết bị điện của gia đình. Thì mỗi gia đình chúng ta nên có một cái sản phẩm này để sử dụng, rất là chất và ok, ngon lành cho anh chị em các bạn luôn. Con này là con 3 pha anh chị em nhé, nó có dòng 1 pha và dòng 3 pha để chúng ta sử dụng này. Đấu nối thì trẻ con cũng làm được. Đấy, 3 pha thì chúng ta sẽ đấu nối như sau. Đấy, 3 pha đầu tiên này là cái phần ký hiệu của L này sẽ là pha nóng này, và phần N này là pha nguội hoặc là điện âm này. Đó, sau đó thì chúng ta đấu cái phần âm này và cắm sâu xuống lòng đất là nó sẽ cắt cái sét lan truyền cho cái thiết bị của chúng ta. Đấy, và nó sẽ đẩy trực tiếp cái xung điện của sét xuống dưới lòng đất nên rất là an toàn, không tránh hỏng thiết bị. Đây, con này là dùng điện 1 pha này. Đấy, cũng 1 pha nóng, 1 pha nguội này, và dẫn cái pha nguội này xuống dưới lòng đất này, rất là an toàn luôn anh chị em các bạn nhé. Thì mọi nhu cầu mua sắm anh chị em các bạn có thể liên hệ trực tiếp đến hotline của Phạm Huấn để được tư vấn. Xin chào và hẹn lại anh chị ở video sau.